Chào bạn, hôm nay shop xe đạp Hân My xin giới thiệu mẫu Rexington Carbon Network Way 6560. Đùm bọc carbon luôn nha các bạn nha. Này là mẫu này, mẫu cải tiến và đây là mẫu mới nhất hiện nay. Đây là đùm bọc carbon và nó là bạc đạn nano, bánh siêu siêu chớn Rexington. Bánh trước bánh sau 24 cam. Đây là mặt đĩa 6 ốc rất dễ dàng thay thế. Cối nổ cặp này là hiện tại là không tìm đối thủ. Nó ngang ngửa cặp bánh Mavic nha các bạn nha. Rất đẹp. Cặp này giờ em quay trước cho các anh chị xem, ngày mai em sẽ quay chi tiết. Giá cặp này đang bán với giá 11 triệu luôn ship nha các bạn nha. 11 triệu luôn ship Rexington Carbon Quay 6560, đùm bọc carbon, bạc đạn nano ceramic, trục boss nha các bạn nha. Mặt đĩa 6 ốc dễ dàng thay thế và dễ dàng mua đĩa. Bộ này rất xài rất dễ dàng nha các bạn nha. Bộ cải tiến bảo hành cho các bạn như sau: căm đùm niền 2 năm, bạc đạn không bảo hành. Hàng này hàng vô vỏ ruột dễ nha các bạn nha. Bánh này vô vỏ ruột dễ nè, không có gờ, gỡ bằng tay nha các bạn nha, rất sướng. Để xíu để mình không có móng tay mình gỡ này không ra đó. Hàng này vô vỏ ruột dễ, niền cao 6 phân. Chờ xíu để em gỡ ra. Đây, niền không có gờ nha các bạn nha. Vô vỏ ruột rất dễ, Rexington. Tại giờ mưa nên nó hơi bề bộn, mình để về nha các bạn nha. Cái này là bóng đèn nha các bạn nha, nó làm bóng các bạn. Đó, cái bóng đèn nó rội vô chứ không phải bị gì nha các bạn nha. Đó, cái bóng đèn á, các bạn thấy không, bóng đèn quay đâu chạy đó, bóng đèn nha các bạn nha. Rexington, đùm bọc carbon, căm lá hẹ. Đây, bánh này bánh sau nè. Đây là bánh trước nha các bạn nha, trước và sau, đùm bọc carbon Rexington, 11 triệu một cặp.